Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình có một chuyến đi Sài Gòn Đà Lạt. Mình đi Đà Lạt chơi nhé. Thì bây giờ là mình đi qua Hầm Chui, Thủ Thiêm lúc 10 giờ sáng. Mình đi ngày thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022. Đây là mùa hè, mình cho con cái của mình nó đi holiday, nghỉ mát luôn. Mình chọn Đà Lạt, sẽ đi Đà Lạt. Thì ở Sài Gòn của mình thì lúc nào thời tiết cũng rất là nắng nóng. Mình chui qua Hầm Chui vào lúc 10 giờ sáng. Bây giờ trời rất nóng, mình sử dụng xe su cốc để mình đi, nên nó cũng không được êm ái và nó nóng. Mình đã qua hết Hầm Chui rồi các bạn, để mình đi tiếp con đường này để mình đi lên cao tốc. Đó, mình đi sắp tới chân cao tốc rồi các bạn. Giờ nhà mình thử thách đi trên siêu cốc. Đường xá thì rất là đẹp, và tốc độ thì chỉ có 4-50 thôi, 4-50 thường là xuống cốc nó chạy được vậy thôi, 5-60 là cùng, không dám chạy nhanh. Rồi bây giờ là mình đang chạy trên cao tốc rồi các bạn, cao tốc Long Thành Dầu Dây rất là đã, đường rất là đã. Trời, đường rất là đã, chỉ phi thẳng thôi. Và con đường này chạy hết, con đường này là 98.000. Rồi. Mình ghé vào Việt Hồng để mình ăn trưa với gia đình của Yến Chè. Thì ở đây thì kêu mấy cái món cũng rất là ngon, ăn như cá leo, kho tộ, ăn như cơm, và có lẩu, và cá chiên. Nghỉ ở đây ăn uống xong lại tiếp tục lên đường. Viên hồng la ngà. Ăn cơm trưa ở đây cũng có rất là nhiều món. Thấy cũng đã ghê không các bạn? Cơm niêu. Ăn uống trong đoàn thì có một bà ngoại ăn uống để lấy sức để tiếp tục lên đường nha các bạn. Đồ ăn cũng rất là ngon. Thấy cá ngon không? Cá này là cá lẩu đó, rất là ngon. Tổng hóa đơn cho cái buổi ăn này thì 1.3 triệu. Rồi, mình lại tiếp tục lên đường hướng về đèo Bảo Lộc các bạn. Rồi, mình đi một đoạn nữa thì sẽ đến đèo Bảo Lộc. Đường xá thì rất là đẹp. Và đây là dưới chân đèo Bảo Lộc rồi các bạn. Mình đi xuống dưới để mình cho con mình tắm suối. Xe thì nó chạy mình cũng nghĩ cho nó bớt nóng, rồi mình lại đi tiếp. Ra suối đây nó rất là đẹp và rất trong mát, nên có nhiều người người ta đoàn người ta xuống đây người ta tắm ở dưới đây. Thì mình là đi hai xe nên nhà cũng xuống đây và con của mình cũng tắm ở đây, và đồng bên kia thì Yến Chè cũng tắm luôn. Phong cảnh thì rất là đẹp, cây cối ở dưới chân đèo Bảo Lộc.
hết rồi. Bây giờ lên trên trên lên thay quần áo để qua đèo Bảo Lộc. Suối trong và rất là mát. À, tắm ở đây giờ bà ngoại đã hối đi. Bé nhỏ hoành tắm rất là mát mẻ. Đã ghê. Thì thường khi mùa mưa thì ở đây mới có suối nước như thế này để tắm. Bơi lội như vậy rất là mát. Còn thường là những có những cái mùa đi không có nước thì ở đây chỉ trời trơ đá thôi. Thì hôm nay đi có nước thì tắm rất là mát. Gặp đi xe mình nóng nữa nên xuống đây bơi lội và tắm rất là đã các bạn ạ. Tắm bơi lội đã để lấy sức lên xe để vượt đèo Bảo Lộc. Rồi chuẩn bị lên. Nghỉ ngơi ở đây thì ai muốn uống nước uống, ai muốn ăn nữa ăn, nhưng mà mới ăn ở với ở dưới Việt Hồng ở cầu La Nga thì lên tới trên đây thì cũng chưa ai đói. Rồi bây giờ mình vượt đèo Bảo Lộc các bạn. Rồi lên đèo Bảo Lộc. Nhưng mà đèo Bảo Lộc thì thường xuyên là kẹt xe. Mình đi cũng kẹt xe rất là nhiều. Đó, kẹt xe. Bò như vậy thôi. Có đoạn thì chạy ngon, có đoạn thì chỉ là bò thôi. Nhưng như đoạn này thì quá đã. Đường rất là đã luôn. Chạy xe rất là chậm nha các bạn. Rồi nhìn xuống ở Bảo Lộc mình nhìn xuống thì rất là đẹp, cây cối um tùm. Rồi bây giờ mình đã vượt hết đèo rồi, hết đèo Bảo Lộc, đi vào thành phố Bảo Lộc ghé thăm một người em, ghé vào nhà từ chú Tư Vui thăm một người em, rồi lại tiếp tục lên đường đi Bảo Lộc. Cũng gần 6 giờ chiều lên Đà Lạt, mình cũng không có quen đường lắm nên mình đi rất là chậm chạp. Trời bắt đầu 6 giờ chiều mình phải mở đèn và chân trời nó bắt đầu hoàng hôn buông xuống một màu vàng phủ lên. Đó, thấy không? Trời hoàng hôn thì rất là đẹp. Và mình cũng không có quen cái con đường này nên mình chạy rất là chậm. Xe mình chưa tới đây mi ăn. Mình đi rất là chậm nha các bạn. Của mình đi quan cảnh nhìn rất là đẹp. Mặt trời chuẩn bị chui xuống cái dãy núi kia rồi. Nhưng mà một bên là hoàng hôn và kế bên hoàng hôn. Và khi mà trời đã tối thì cái khu vực trời tối á, là mình đi tới khu vực của Di Linh. Ở khu này thì không có đèo được nha các bạn. Đẹp. Bây giờ thì trời rất là đẹp. Vận tốc mình đi cỡ khoảng 50 km/h. Mình đi rất là chậm, mặc dầu xa lộ nhưng mà mình vẫn chạy là 50 km/h. Để ngắm cái hoàng hôn này. Và khi mà màn đêm buông xuống thì trời rất là tối nha các bạn. Tại khu này không có đèn đường. Và bây giờ mình đã đi tới 500m nữa sẽ phải vào đường Nguyễn Đình Triều các bạn ơi. Tới Đà Lạt thì cỡ 8:15 đã đến được Đà Lạt. 8:15 bây giờ mình đang trên đường mình chạy về, mình lấy phòng ở đường Phan Bộ Châu của Đà Lạt. Đây phòng của mình, đó là khách sạn Mai Khách.
ở đường Phan Bội Châu luôn. Khách sạn khá đẹp, 600 ngàn một đêm nha các bạn. Vì đây là mùa hè và cũng là cuối tuần nên thành ra rất là khó kiếm khách sạn. Và mình chào tạm biệt các bạn nhé, hẹn các bạn lại những ngày hôm sau nữa ở Đà Lạt.